À, chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video dòng game Heroes 7. Mình là Totan Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cái cuộc chiến của thiên thần. Tướng của mình là Omana, Ona. Ở tập trước thì mình cũng đã bắt đầu đi khai phá một số các vùng đất mới rồi đấy. Và bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ tiếp theo con đường này để tìm xem trên nào cái lãnh thổ phía bên này nó có những cái gì. Những cái quân này thì có lẽ mình cũng có thể đánh được rồi, nhưng mà những điểm này mình muốn chiếm được đến nơi xem nó là cái gì đã. Mình muốn xem cái thành mà ở cái khu vực này nó là cái gì. Cái khu vực này thì còn mỗi cái công trình này thì chắc là mình phải chờ có thiên thần mình mới đánh được. Vậy này, Seven quân rất mạnh, có thiên thần thì mình mới hồi quân thì mới ra mới đánh được. Kế hoạch nó là thế, bây giờ từ từ đó, bây giờ mình cứ phải đi kiếm ăn đó. À đó, con này ăn được. Ở đây có thanh niên người đá này. Chúng ta sẽ tấn công tiêu diệt bọn này đó. Bây giờ thì mình chuyển khá nhiều cái đơn vị quân là nó nào nhỉ, là cái lính pháp sư. Đây, cho bọn này nó vào góc hết đi cho nó dễ đánh, mà quân địch nó cũng khó tấn công mình hơn. Rồi, ôi ôi, nó là pháp sư gì đấy? Ô, nó tấn công mình à? Không, mình được tấn công trước. Pháp sư của mình có vẻ hơi ít nhỉ? Tuyển thêm được mấy thằng lửa nước này nữa thì tốt. Kìa, nó không tấn công à? Chắc nó bay đến, nó là lính xem nào, lính cận chiến à? À đúng rồi, nó là lính cận chiến, Natural Academy, thuộc lớp Academy. Lớp gì thì cũng ăn đòn với anh hết. Thần sấm thần xét thì đấy. Thằng này lính cận chiến thì đương nhiên nó phòng thủ để bảo vệ quân. Bây giờ mình chỉ có mỗi thằng người đá là có thể bảo vệ được quân ở tầm xa thôi. Thằng lính cầm giáo kia thì chỉ đến tầm gần để bảo vệ quân. Chết rồi, thanh niên người đá này đúng vào cái cục gỗ này, bây giờ không di chuyển được không? Vãi cả lúa. À, để xem nè. Diệt được một con. Nó vẫn di chuyển ở hai ô, mình không bắn được cả hai. Mày chết. Chết con này á. Chắc cờ. Úi dồi ôi, pháp sư à, xuống biển. Thế là chúng ta phải cho con này vào trong góc này chứ, để cái này thì người đá bị chắn gốc cây, mình không để ý gốc cây. À, các bạn dàn quân các bạn chú ý nhé, có những cái bìa các cái vật cản như này chúng ta phải tránh quân đội chúng ta ra thì nó đi được. Đến trận chiến nó cũng bay qua những cái vật cản này. Rất may là quân địch không đông lắm nên chúng ta có thể thắng được. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ xem là có cái tài nguyên gì đây. Nhặt đã. Tiền, mình thì lúc nào cũng chỉ có tiền, không ít thôi. Đây là Long Steel, chúng ta hết lực hành động rồi. Chúng ta phải nhặt được một cái đồ gì đó. Một cái túi tăng 250 vàng mỗi lượt. Ờ, được tí nào hay tí đó, cũng không ăn. Chúng ta chưa có vũ khí. Thôi rồi, qua lượt đã.
Bây giờ mình cứ phải đi nhặt để kiếm tài nguyên đã, và kiếm tiền. Nhà nghèo không chơi sang được. Bây giờ mình sẽ mỗi lượt của mình sẽ có được khoảng tầm chắc được gần 3.000 đâu, 3-4.000, khá nhiều tiền bởi vì những đeo đồ trên người nữa. Thành thì chúng ta sẽ nâng cấp từ từ, nhưng mà bây giờ tiền mình không cần. Ok, chết, còn cái này được Long Steel quan trọng thế, những thứ mình thiếu nhiều nhất. Mình muốn đi ra xem chỗ này nó là cái gì. Bây giờ vào thành à? Bây giờ thành mình cũng có tài nguyên đấy, nhưng mà xây thanh niên này đây nè, tốn 10 gỗ, 10 cái này. Mình muốn xem cái công trình này nếu mà xây nó tốn gì. Công trình này thì chưa. Ôi, tốn Dragon Steel. À, được, xây cái này lên rồi. Con ngựa này cũng mạnh phết đấy. Có thể mình sẽ xây con ngựa này trước vậy. Đây là đội kỵ binh. Đâu nhỉ? À đây. Chúng ta phải nâng cấp nó lên nữa đúng không? Đội kỵ binh. Bây giờ thì chúng ta đã khá mạnh rồi, chúng ta cứ tuyển dần quân thôi. Quân đội thì cứ thế mà đánh. Có thể là mình sẽ thành lập thêm một tướng nữa để nó kiểm soát cái vùng bên đó, để chiếm các cái vùng đất này kia. Natural Army thêm 10%. Vậy là chúng ta đã sang một tuần mới. Mình nghĩ là mình có đủ tiền để có thể cần mình tậu thêm một thằng tướng nữa để cho nó chạy ở nhà rồi. À, đây có một cái thành này. Quân địch không mạnh lắm. Ồ, có một cái thành sơ khai. Mình nghĩ là mình sẽ tậu thêm một tướng nữa. Nhưng mà trước khi muốn tậu tướng, chúng ta phải xây cái han. Cái này. Cái này thì chúng ta mới có thể tuyển được tướng. Chi phí khá rẻ. Mình sẽ tậu. Rồi, bây giờ mình sẽ tậu một tướng. Đây, muốn tậu tướng các bạn vào ly cái này để có thể tuyển thêm một tướng mới. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải chọn tướng. Tướng này thiên về tấn công. Tướng này thiên về đội kỵ binh như này. Mình để xem cái hệ thống skill của nó thế nào nữa. Nó không mạnh về phép thuật mà nó lại mạnh về khả năng tấn công và phòng thủ. Nó không có phép lai hồi máu. Phép lai có nhưng mà không mạnh. Nhưng mà tướng thì mình vẫn thích cái phép lai hơn. Learning. Bọn này không thiên về cộng 10 đam cho cái xe bắn tên. Nó không có thằng. Nó không phải là lính chiến nhỉ. Nhưng mà mình nghĩ là cũng nên có một tướng thiên về tấn công nhỉ. Mãi mạnh cộng 1 thêm 1 kỵ binh nữa để tuyển này. Mình nghĩ con này cũng được thôi, mình thêm một lính tướng chiến đi, có một tướng phép thuật thì bây giờ một tướng chiến đi. Cho nó rực rỡ một tí. Thế nào cả coi. Rồi chúng ta sẽ cái gì đây? Update à? Cho vào đây. Cho xuống. À tiện, mua mấy cái này cho nó. Đúng rồi, mua cái xe bắn tên và cái em hồi máu cho nó. Đây rồi, chúng ta có tướng thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó đi học các cái skill mà nó có ở đây. Mỗi một tướng mới nó sẽ được học thêm. Rồi. Đồng thời là mình có thể đi mua nhà, mua quân ở quanh này để không em Olela này không phải về thành nữa. Mình sẽ chiếm cái thành này trước đã. Hết lượt rồi. Ở đây có khá nhiều các cái quái gì này. Con này bình thường thôi, ăn được. Mình chiếm hết được một cái thành mới, ở thành này như kiểu thành của một bọn ma quỷ ấy nhỉ. Nhưng ma quỷ thường nó có rồng. Thiên thần thì chưa bao giờ là mạnh. Chỉ giỏi về... Đúng rồi,
chúng ta sẽ tuyển quân ở thành ma quỷ. Nhưng có một cái dở hơi là các cái quân của ma quỷ thì chúng ta không dùng sử dụng phép của tướng Lai được, bởi vì chúng ta dùng skill đó thì chúng ta sẽ hại chết luôn các cái lính Lai, lính ma quỷ luôn, bởi vì ma quỷ nó sợ ánh sáng. Đó là cái nguyên tắc khắc chế của chúng ta đã đến đến vùng đất của ma quỷ. Các bạn có thể nhìn nhá, bây giờ mình sẽ tấn công một đòn tấn công phép thuật và các bạn sẽ nhìn này, nó sẽ gây đam cho tất cả bọn này luôn. Mặc dù đây là đòn hồi máu, đó là sức mạnh của ánh sáng đấy các bạn. Sức mạnh của ánh sáng, thằng này là thằng ma cà rồng. Mình thì mình chưa chơi cái quân ma quỷ này bao giờ. Thực ra cái tướng ban đầu bạn chọn chỉ là để cho cái thành đầu tiên thôi, còn về sau này các bạn có các cái quân khác mạnh hơn đấy. Nên là khi mà bạn chiếm được thành ma quỷ này thì bạn cũng có thể, nếu mà bạn chơi thì bạn có thể tuyển một thằng tướng ma cũng được, để nó tuyển một thằng tướng ma để nó có thể điều khiển những cái quân ma như này. Bởi vì bạn mà cho quân thiên về thiên thần mà nó cầm cái đội quân mà toàn lính ma này thì nó chẳng có tác dụng gì luôn, nếu không muốn nói là hại luôn cả quân mình. Bởi vì khi cái skill của nó có tác dụng lên thì nó đấy đấy, các bạn có thể nhìn cái phép hồi máu của mình lúc nãy, đồng thời nó có thể hồi máu cho quân mình, đồng thời nó cũng có thể tiêu diệt quân đối phương, những đơn vị quân ma quỷ nó quay thai bỏ lọ. Đó là lý do tại sao thì rồi thật là thú vị khi mình chiếm được một thành thiên thần, lại chiếm được cả một thành của ma quỷ. Hay quá, được thêm một lượt đánh. Hay quá, phòng thủ đi. Nhiệm vụ của mày chỉ có mỗi phòng thủ bảo vệ quân thôi. Rồi, tuyệt vời. Mình sẽ chiếm tiếp các cái công trình, các cái mỏ ở vùng này để có thể kiểm soát. Nhưng mà bây giờ sao đây? Thành này bây giờ bắt đầu thao han rồi à? Muốn xây được cái thành này thì chúng ta phải nâng thành lên cấp 3. Nâng thành cấp 3. Nâng cái gì để lên được con rồng? Đây à? Mình xem nào. Dark Moon, kỵ sĩ bóng đêm hoặc là con rồng. Chưa biết là con gì mạnh hơn. Nhưng mà kỵ sĩ bóng đêm nghe vẻ chất đấy nhỉ. Nhưng mà chúng ta muốn lên được cái này, chúng ta có cái nhánh này. Đầu tiên chúng ta phải phát triển nhánh này và nhánh này đúng không? Rồi magic thì chúng ta không theo, từ từ đã. Rồi. Nhưng mà ưu tiên của mình không phải là à, bọn này nó có cái công cụ công thành gì đó. Cho em Olela này vào thành xem nào. Đây, con này có tác dụng gì nhỉ? À, nó cũng dạng tấn công giống như cái xe bắn đá của mình thôi. 600 máu cả. Em Olena chúng ta lên cấp 250 máu, kém hơn rất nhiều. Có lên thay không nhỉ? Full 250 máu, đam 5, đam từ 16 đến 24.
Thôi được, cứ lên skill trước đã. Hai skill này mắc rồi. Ơ, có cái skill nào để giảm? À đây. Reduction of life spell giảm 20%. Cái này chúng ta lưng vào đây thì nó sẽ giảm cái lượng mana chúng ta, à cái lượng mana cần dùng để làm phép tấn công pháp thuật. Đây mình xem này. Đang đúng không? Chưa thể hiện. Vào trận đánh nó mới thể hiện được. Sao mình cũng thử chơi cái con này một tí phát xem nhở? Xem là nó có gì hot không nào? Ô, không được. Nó sẽ mất cái con hồi máu ấy. Con này tấn công. Sẽ có hai con thiên để tấn công à? Không có con nào hồi máu à? Hồi máu theo lượt à? Destiny Child chúng ta cộng 10 nó sẽ được hỗ trợ cái gì kia? Một combat, Destiny Combat. Cũng sao mình cũng muốn thử đổi xem, đổi một chút xíu xem là nó mạnh cái gì. Có thêm một con tấn công, thế là chứng tỏ là cái này nó sẽ mạnh về tấn công. Ồ, tấn công cái hang này chúng ta sẽ được 2000 vàng và một được cái găng tay, nhưng mà xem toàn quái to thì hơi khó ăn nhỉ. Thôi, với hai này. Ăn những cái gì nó đơn giản thôi. Nhai phải xương là chết đấy. Thử xem là mình mắt em thiên thần rồi. Em sister hồi máu. À, cái gì đấy? Được con nhện à? Ồ, cô tiên đẹp thế. Đây, thì ra là mình được cái con này. Một phát. Tiên tấn công dứt điểm con bên này đó. À đây là tiên cấp 2 rồi đấy. Cái con tiên ở mấy tập trước mình đánh thì như tiên cấp 1 nó chỉ có áo đỏ đỏ, nó không có nhiều tiên rúa nhỉ. Tiên này nó lên cấp rồi. Tiên được nâng cấp rồi. Đương nhiên là thằng cận chiến này thì phòng thủ đi. 17 đến 26 à. Cứ bắn đi. Ai giả? Sao multi hit à? Được tận 38 thằng này. Người đá đầu lên làm tường. À. Ai chà con nhện. Cái gì? Nó vừa búp cái gì cho cái con này nhỉ? Nó búp một phát tấn công và đồng thời nó búp một cái gì đó. Mình chưa biết búp cho thằng người đá một cái gì đó. Mạnh bóng đêm nhưng có vẻ như vậy thì nó không phù hợp lắm khi mình chơi quân thiên thần nhỉ? Nhưng mà phát này thì tuyệt vời luôn này, các bạn nhìn này, một đòn tấn công chết cả ba thằng luôn, chết hai thằng này luôn. Chúng ta sẽ tấn công. Ôi, em thiên thần xinh thế, đẹp thế, bạn lung linh thế nhỉ. Nó là bông hoa ta. Tên của mình chưa bắn tên thẳng được. Ái chà. Tiếp tục phòng thủ. Chưa kịp tiếp cận. Thì ra là chúng ta có con nhện. À, để xem cái thành này có cái gì để xây được không.
xây cái này thì chúng ta sẽ tăng số lượng quân có thể tuyển đội kỵ binh lên. Dragon Steel, tiền vào Dragon Steel. Rồi sau này mình sẽ dùng cái đội quân này thiên về lính thiên thần thôi, để cho nó gọn, chứ mình cái đấy nhiều quân tào lao này nó hơi dở nhỉ. Học được cái gì đó không biết, cứ học đã. 30 radius là cái tầm quan sát của chúng ta sẽ mở rộng ra. À, ở đây còn một cái cầu đi qua đường này. Ở đây trông như kiểu thiên thần, à Titan. Mortet. Không rõ lắm, mình nghĩ là mình phải khử mấy con này rồi. Ô, đất của thằng đỏ ngay bên này rồi. Chúng ta đã bắt đầu sang đến đất giáp với đất của một thằng phe khác rồi đấy. Rồi, tướng thứ hai. Nói gì thì nói, chúng ta cứ phải học cái trưởng Learning Your Try ở đây nữa. Em này thì sẽ không học cái con nhện kìa. Mình nghĩ là em này thì học rồi thì thôi. Nó có hai tác dụng. Metropolis. Về sau nếu mà tướng lên cấp nó càng ngày càng mạnh ấy. 600 máu là khá nhiều. Như thế này thì mình sẽ có khá nhiều tiền đấy. Bởi vì bây giờ mình có hai thành. Nhưng mà chắc là mình sẽ tập trung mình phát triển một cái thành nào đó thôi. Chứ tiền đâu mà phát triển. Bây giờ là phải đi mua quân đó. Cho em này đi ra đây để mua bọn quân ở đây đã. Cái thành này à, mình muốn nâng cấp hút cái thao han này thôi, thao hô ấy lên để có thêm tiền thôi, chứ còn những thứ khác thì mình sẽ không phát triển nhiều. Nhưng muốn thế thì chúng ta phải nâng cấp được cái thanh level này lên level 3, đồng nghĩa với việc chúng ta muốn phát đây lên được cái này. Rồi giờ sau là chúng ta có thể nâng được rồi, xây những thứ không tốn nhiều tiền lắm. Cái thành này thì cái này hơi tốn Dragon Steel, mà mình thì đang khá cần Dragon Steel. Nhưng mà muốn có cái đấy thì chúng ta mới lên được thiên thần. Chúng ta có tuyển được thêm đội nữ kỵ sĩ, à nữ hiệp sĩ. Nữ hiệp sĩ, nó là bản nâng cấp của thằng này. Chắc chưa có tiền mua đâu. Chưa có tiền mua. Nó có điều kiện cho thằng này nó đánh. Mình nghĩ là thằng tướng nó sẽ điều khiển các đạo quân khác nhau, còn riêng em thiên thần này thì em sẽ đi móc đét đánh được. Mà nó 10-19 mà nó bị binh nó chạy nhanh lắm ấy. Đang tính xem có nên ăn không. Ăn được nhưng sẽ tốn quân, đấy là điều chắc. Mình lại có một cái thành là thành ma quỷ. Rồi cho quân nhà. Đây, chúng ta sau này chúng ta sẽ tuyển được cái đội kỵ binh này. Nhưng mà chưa phải lúc này. Nói gì thì nói chứ
phong theo cái phong cách chơi của mình là cứ phải phục hồi là quan trọng nhất. Mình không biết là nếu mà thằng này nó đứng vào cái khu vực hồi máu của mình nó có tăng hồi máu cho cả nó không, bởi vì nó cũng là thuộc dạng phe thiên thần. Đây là một điều mình hơi lo. Không chết em. Ôi nó trâu lắm. Cái này anh người đá của mình. Hai con kìa. Được. Ôi thua mấy nhỉ. Người đá đâu. Lên. Ủa đang có 16 cũng không chết thật là gì. Ai giả ô. Ôi đam nó to lắm không được. Chết một thằng người đá của mình rồi. Hai thằng người đá. Ôi đam to lắm. Hồi máu lắm. Hồi máu cũng chết. Không có em sister rồi, có lẽ là mình sẽ phải đấy. Chết mẹ, đánh kiểu này là hồi cả nó lên mà, biết ngay. Chúng ta phải dùng cái phép này tránh cái bọn chúng nó ra, bởi vì nó cũng thuộc phe thiên thần nên nó sẽ được hồi tấn công nó ở cái tầm đánh nó ở cái tầm tầm mà sử dụng phép trong cái phạm vi mà ảnh hưởng của nó. Chưa hiểu tại sao nó phòng thủ. Chắc chắn giết được một thằng. Vậy. Hay quá. À, phép thuật bóng đêm. Cũng có cái hay của nó đấy, nó đam thành một phát chết kiểu gì ấy. Nó mình chưa rõ nó là cái gì nhưng mà thấy cũng có vẻ hay đấy. Bắn phát nữa. Rồi, bắn triệt để thằng này đi. Chúng ta sẽ hạn chế khả năng di chuyển đó. Ở đây chết chắc hai thằng luôn à. Chúng ta sẽ chọn cái hướng tấn công nào để có thể tiêu diệt được càng nhiều kẻ thù càng tốt. Rồi một thằng, chúng ta sẽ tăng được cái leadership cho quân nữa. What the hell. Ôi nó giết được nhiều con pháp sư lửa mình quá. Được cái thằng này, ôi không ăn được trường lửa chứ. Hồi máu đi không kiểu chết nhanh không kịp. Hồi như này nữa, hồi sinh cả bọn nó. Phòng thủ đó. Ồ. Ôi ôi. Nó chơi mình. À, chúng ta sẽ nhận được cái đam. Anh đi này, phòng thủ cho anh. Thôi phòng thủ đi. Mình phải tính làm sao để hồi quân nữa cơ. Con này nó có khả năng rất đặc biệt. Đây rồi. Lượt tiếp theo là thằng này. Được, chửi lửa. Tấn công vào đây. Mình biết trận này là sẽ rất khó nhưng mà đây
Abbott không chết con nào. Markman chết mất một đội. Hồi lại quân đã. Chưa hồi đủ cái đội lính không tên này. Không tên vẫn bị bắn. Đau quá. Ai à. Một đến hai thằng. Hình như nó có cả đam phép thuật này. Đấy. Nó được cộng thêm 18 đam cho đam của bóng tối. Do con này nó búp. Nó được cộng đam. Thằng nhiên này bắn phát được 2 thằng. Phát nữa. Ai chà. Chưa hồi được máu à. Chưa hồi máu mình sẽ đến đây đã. Xem nó đánh hay nào tiếp. Thêm một phát cực kỳ nữa để hồi lại quân tiếp. Bây giờ là chúng ta sẽ lựa chọn hồi máu này. Bây giờ mà mình hồi kiểu này là mình sẽ hồi cả nó lên này. Fire Etterman hồi một con này. Etterman. Một con đất. Sentinel Markman 11. À, không hẳn. Mình hơi lo hơi xa thôi, nhưng không hẳn. Không hẳn. Nó đâu có hồi được nhỉ? Phép của nó không có tác dụng. Phép của mình nó không có tác dụng đâu. Nó hết quân rồi. Vẫn chưa hồi hết quân. Đội này vẫn chết nhưng mà thôi khổ rồi. Kết thúc trận đánh đi. Đổi quá nhiều mana trận đánh. Không phải thằng bắn cung nhưng mà 8 thằng không phải vấn đề lớn. 9.000 kinh nghiệm. Một con số cực lớn luôn đấy. Ba leadership cộng Sentinel nhân 3 này. Lân linh đoài. Cộng 10 morale. Nhánh này, nhánh thứ 3 mình sẽ phát triển đây. Và để lên đã. Tăng thêm mana và spirit. 130 mana. Có một tài nguyên này, nhặt đã. Gì đấy? À, để tuyển mấy thằng quân ở đây à? Tuyển quân ở đây. Mấy con nhện, mấy con ma, mấy thằng xương. Thôi khỏi, bỏ đấy nó cũng linh thường. Chúng ta sẽ chưa sang bờ bên kia bộ để giải quyết bờ bên này đã. Bên này có khá nhiều thứ để chúng ta phải giải quyết đấy. Cái nữa là mình nghĩ là mình phải tuyển thêm quân nữa thì bắt đầu mới đi sang bờ bên kia này. À, nhưng mà hết mất lượt rồi. Chắc là mình sẽ qua lượt phát đấy. Vừa rồi là một trận đánh khá là mệt mỏi và căng thẳng. Tính toán từng ly từng tí một. Ô con này đông hết. Không ăn được. Toàn lính màu vàng này thì ăn kiểu gì?
nâng cấp cái này lên để có thêm tiền nữa. Em này đâu rồi, vào đây mua quân. Mua mấy thằng người đá là một rồi. Mấy thằng lửa là hai. À, có thêm cả đội kỵ binh ở đây nữa cơ mà. Hết tiền rồi. Xây được cái gì? Thôi chả dành tiền xây gì nữa. Bây giờ mình đã có kỵ binh này, chỉ còn thiếu mỗi tiền để xây thiên thần nữa. Thiên thần thì bây giờ tốn khá nhiều tài nguyên. Đầu tiên là mình phải đi kiếm tài nguyên đã. Con này cho nó vào mấy cái này nữa. Học mấy cái này nữa. Free này. Ấy, mỗi một tuần chúng ta lại reset một lần, chúng ta sẽ vào. Em Ona thì rất là mạnh. Đây, cái này tăng cái kinh nghiệm này. Đánh nhau mấy con ma à? Cũng được. Đánh nhau với bọn ma này dùng chữa ánh sáng là rất tuyệt. Ma này nhưng mà nó sẽ bay hai lượt đấy. Ái chà, thêm được một ít pháp sư nữa thì đẹp. Rồi, người đá động tiến lên. Xuống. Đạt thôi, học được phép thuật của bóng đêm. Vẫn là phép phản rồi. Đó, nó được cộng thêm đam kia kìa. Thêm đam rất mạnh. Không ăn thua. Người đá hay trâu lắm. Trâu thì trâu, bây giờ mà mình không có thêm quân là mình cũng chết đấy. Thằng đỏ, cái thằng phe màu đỏ nó đứng ngay cạnh lãnh thổ, nó ngay bên cạnh của mình rồi. Mình không nhanh là mình sẽ cố gắng kiểm soát cái thành, cái vùng đất của cái thành mới này. Nó có các cái công trình mình chưa kiểm soát hết thì mình sẽ cố gắng kiểm soát hết đã. Chúng ta có may mắn đấy. Khi may mắn của chúng ta cao, chúng ta sẽ có thể thêm lượt. Nó có thể làm mất lượt đối phương. Và cái này nó sẽ là cái gì đây? Công trình này là... À, cái chợ. Chợ để chúng ta mua bán được ra trong thành của chúng ta cũng có rồi, nghĩ là không cần chợ này. Ăn cái này tăng 1100 kinh nghiệm. Cái này thế lên level à? Cộng giáp rồi. Cộng a à, tăng kinh nghiệm, tăng 10% kinh nghiệm khi chúng ta đánh trận. Cộng 30% mana. À, tuyệt.
với nhiều mana vào. Mút đét chưa ăn được, lại mút đét đánh một trận mút đét tí vỡ mồm. Ra đây. Ôi đây được cái áo giáp này, nhưng mà đánh quân nó đông thế. Ở chỗ này thì được một cái áo giáp, áo choàng thì đúng hơn. Cái nhẫn đầu lâu kinh nhỉ. Quá lượt đã nhỉ, hết lượt rồi. Xây được gì không? Thôi không xây nữa, để dành tiền. Chưa thấy phe còn lại đâu. Ăn được thằng này. Cái này không có gì để ăn. Lại về đây mua quân nữa. Ôi nó bị full, không mua được những quân khác. Không mua được con này. Do hết chỗ. Về thành cất bớt quân. Hoặc là cho con này nhỉ. Cái thành này bây giờ cấp 9 mới nâng cấp được cái này cơ. Thế thì phải xây rất nhiều công trình mà bây giờ mình cũng chưa có tiền để mà xây thêm. Thôi kệ nó. Chưa có tiền để xây thêm. Đi đánh nhau đã. Đánh nhau với mấy con nhìn. Trưởng ánh sáng khá mạnh. Ai chả con nhện này máu trâu nhỉ, bắn chết có một hai con này chứ. Ai ôi kỳ thật. Oh man, sao bắn được có chết được 6 con này. Ôi ôi, nó tận 100 bao nhiêu con cơ mà. Có cái trưởng gì đấy? Làm nó không phản đam được à? Hình như là phép thuật do con này nó sinh ra. Phép gì đó làm cho nó không phản đam được, mình chưa hiểu. Cái đá này bình thường khi chúng ta tấn công cận chiến một mục tiêu nó sẽ phản đam chúng ta được thêm một lần phản đam. Ở đây nó lại không phản đam được, thật là may mắn cho mình. Chúng ta có những lính cận chiến khá là thú vị. Cái con nơi nhện này nó không có khả năng hồi máu này, nhưng mà nó lại đúc đam cho quân. Ôi làm tê liệt con nhện này luôn à? Con nhện này bị mất lượt trong mấy lượt này. Nó bị mất một lượt rồi nhé. Bây giờ nó mới được phản đam này. Thuật của bóng đêm này. Những thằng được buff phép thuật bóng đêm nó sẽ tăng tấn công đam một lần nữa.
thú vị chứ nhỉ? Hay bóng tối nó cũng có những cái thú vị riêng của nó chứ nhỉ? Úi dồi, nhìn anh người đá, anh đứng lừng lững thế này. Ai chà, có lý do để nó tính tỷ lệ thắng lần cao thế. Ôi, 5.700 kinh nghiệm. Nó phải là ít, con số nó rất là lớn. Cộng 1 sức mạnh. Được cộng để nó không steal. À, các cái tài nguyên đặc biệt. Lâu, con này cũng hướng đấy. Nhỉ? Nó cũng hướng đấy. Ăn mấy con này. Cái thiên thần là lại có con nhện để búp đằng sau thì nghe nó hơi buồn cười, nhưng mà mình thấy nó cũng cân bằng bởi vì khả năng hồi máu của mình cũng khá rồi. Tất nhiên 60 máu để búp cho thằng người đá thì cũng là một con số rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ tấn công được cả hai mục tiêu, nhưng mà đứng ở trong cái khu vực chúng ta có thể tấn công được. Tốt. Con này là con gì? Nhân sư xương à? Con này sẽ bay nhanh nhất đến cái chỗ lính máu thấp của mình sẽ phải bắn nó trước á. Rồi xem chừng càng về sau thì nó càng mạnh, bắn chết có mấy con bọ này. Bắn tiếp. Thì đá đâu, tiến lên. Bóng tối cho thằng người đá. Ý, người đá nó học được thêm phản đam. Người đá vẫn là tướng chịu đòn của mình chủ lực. Thằng tử thương kia chủ yếu là để bảo vệ thôi. Bây giờ 15 tiết à? Để hồi máu thôi, không là... Hồi 34 máu trên một lượt. Tối đa trong vòng 3 lượt. Chán thua. Cái đòn này hay hơn. Vừa tác động hồi máu, vừa có thể gây đam cho cả 3 mục tiêu của nó. Đúng rồi. Quá tuyệt vời. Xe ma quỷ nên là nó dính trưởng lại. Đáng đùa với người đá quanh. Người đá lì lắm. À, chúng ta lại lên được cấp nữa rồi. Rất tuyệt khi chúng ta cứ lên cấp như thế này. Tăng 30% mana, tuyệt vời. Học phép à? 195 mana, tuyệt. Học được 3 cái này. Hết rồi. À, cái này để cất tướng vào trong này. Anh hùng núp. Con này yếu như mỗi. Nó là cái gì, lính gì đấy? Lính cận chiến, không sợ.
Không phải xoắn. Ơi, chúng ta đang ra bờ biển rồi. Happy, con này con Happy. Người chim. Chính xác. Bắn rụng lông. Ý, rụng mất mấy cái lông này. Bay ra đây. Mày láo này. Bắn chết nó cho anh. Ôi chà. Úi dồi ôi. Úi. Đòi đá người đá của anh. Khạc cho nó phát ra là chết bố. Hay quá. Đừng phép cho anh. Tám đến 12 à? Chết luôn. Mày láo này. Mấy cái con chim. Tuyệt vời. Như thế này thì chả mấy mà giàu. Ăn được vậy nhỉ? Chúng ta ra đến bờ biển rồi à? Nhưng mà vấn đề là chúng ta sẽ phải tìm cái bến thuyền ở đâu đó để có thể đi ra biển. Đây có cái gì đây? À, tài nguyên đặc biệt lâu. Cái thằng gì đây? Hoài kệ, từ từ đó. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.